Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với vòng tiếp theo, bí mật của nàng. Yeah. Chiếc điện thoại thông minh trên tay của hai người đẹp sẽ được chia sẻ một cách công khai trên màn hình LED. Xin mời hình ảnh kết nối với tần số tình yêu. Minh Trân thì để chính hình nền của mình luôn đúng không ạ? Áo dài trắng đang đóng phim học sinh hay là đúng là thời đi học của mình? Dạ, cái này là em chuẩn bị diễn kịch sân khấu á. À, còn bên Quỳnh Như, chà, so deep, so deep. Cái này là ở đâu nhỉ? Dạ, ở sông Hương của thành phố Huế. Ồ, đúng rồi, Như là gốc Huế mà đúng không nào? Dạ đúng rất rồi. Rất là yêu Huế đúng không ạ? Dạ đúng rồi. Lộc ơi, mình sẽ tham khảo nội dung điện thoại của ai trước nào? Em nghĩ là của bạn Minh Trân trước đi, tại vì đây cũng là một cái bạn gần gũi với em trong sân khấu nữa. Hình ảnh trước đi. Hình ảnh hả? Toàn là chân dung không vậy? Đâu, mình lướt nhẹ cái nè. Ý, ý, thấy có một cái chàng trai kìa, đó. Đây là bạn của em với lại bạn Tâm luôn á, trong team chơi chung. À, vậy hả? Thấy khá nhiều hình ảnh bạn chụp ngoại cảnh. Bạn có sở thích để đi du lịch không? Đi phượt? Có, đi một mình thì kiểu như những nơi gần gần á, hay tự mình chạy ra Vũng Tàu. Trời, một cô gái đi xe máy phóng ra Vũng Tàu luôn, tầm mấy cây số? Mạnh mẽ chứ. Wow. Em chạy ngoài em chơi, em ngắm bình minh cái em chạy về. Nói chung là nhiều lúc buồn thì mình nhìn, mình đi ra biển á, mình thấy mình cũng vui, mình hít thở không khí trong lành. Rồi tâm sự với biển luôn, bạn buồn chuyện gì? Thì mình đôi lúc mình thấy cô đơn á, thì mình hay như vậy. Nỗi buồn đó là về gia đình, cuộc sống hay tình yêu hay sự nghiệp? Chắc về cuộc sống thì nhiều. Đã từng yêu qua hai người rồi đó. Nhưng mà nó là những cái mối tình thời mà mình còn học sinh á anh. Nó không có được. Nó còn gà bông quá đúng không nào? Đúng rồi. Nó thiếu được cái đường mặn mà, chín chắn, trưởng chững chạc. Mối tình mà em quen gần đây nhất á là gần 3 năm. Trời, 3 năm là nhiều đó. Thì tụi em quen nhau thời mà em còn học cấp 3. Thì ảnh là một người hát rất hay. Lần đầu tiên em thấy ảnh hát trên sân khấu thì em mới vốn, trời ơi sao người gì đâu đẹp trai mà hát hay quá vậy trời, mà còn biết rap nữa. Yeah. Rồi em cũng tìm cách em cua. Bạn chủ động luôn. Nhưng mà lúc đó anh có người yêu rồi. Căng à. Em nói là bây giờ anh ơi, em thích anh quá, anh có thể nhận em làm đệ tử được không? Anh làm sư phụ em nhé. Anh nói không, anh không có nhận. Nói em kệ anh, em kêu anh bằng sư phụ. Cái hai người cứ nhắn tin qua nhau như vậy. Thì không biết làm sao, ảnh với chị chia tay rồi ảnh buồn. Ảnh tìm em tâm sự. Rồi hai tụi em nói chuyện với nhau. Rồi cái em nói em thích ảnh. Thế là tụi em quen nhau luôn. Dễ thương quá. Lý do vì sao vì dừng lại? Tụi em yêu nhau xa, lúc mà em lên thành phố em học á thì ảnh vẫn ngồi ở dưới, ảnh không có thời gian dành nhiều hơn cho em, lại hay ghen. Kiểu như vậy thì tụi em gây gỗ nhau rồi hai đứa không có kiềm chế được bản thân mình. Cho nên là thôi em chủ động chia tay. Hy vọng là Truyền sẽ dành nhiều thời gian dành cho bạn ấy nếu như có cơ duyên được đến với nhau ngang. Rồi, cảm ơn bạn rất nhiều đã chia sẻ những cái câu chuyện của riêng mình. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến với phần bí mật của nàng Quỳnh Như. Đây là phần hình ảnh đúng không nào? Đúng rồi. Chà, tặng hình ảnh trên sân khấu nè. Đi hình hát ngoại cảnh đúng không? Nè. Mình vô thử xem nha. Cái này là mình đang hát trong chương trình gì Quỳnh Như hả? Cái này là em quay MV thôi. Vậy hả? Nhưng mà anh nghe nói nè, gia đình về gốc các người Huế là cực kỳ nghiêm túc nha. Có khó tính không ạ? Dạ rất khó. Rất khó. Dạ đặc biệt là ba em rất khó. Có tiện chia sẻ với gia đình về cái công việc hay là sự nghiệp hoặc là tình cảm không? Trước tiên là về công việc thì cái công việc mà em đang theo á thì ba mẹ lại đồng ý hoàn toàn 100%. Dạ. Hay quá. Còn về tình yêu thì ba mẹ hay hỏi, nhưng mà em thì cũng ngại cho con chưa có hoặc là con cũng chưa có nghĩ tới chuyện đó. Nhưng thật sự ra đôi khi cũng đi làm thì cũng có một cái gì đó gọi là rung động. Mẹ em nói câu nghe dễ thương lắm. Mẹ nói ở vậy đi rồi về sau này dù mà có ế quá thì mẹ về mẹ nuôi. Nhưng mà Quỳnh Như có bao giờ dắt một bạn nam nào đó về ra mắt ba mẹ chưa? Dạ chưa. Đúng rồi, dạ chưa. Hồi trước á là mẹ em có suối. Dắt về đi không được, thôi làm bà còn chi mua mà về sờ rửa. Mẹ nói vậy. Nhưng mà tôi nghĩ là một tình yêu nó cũng là rất là cần thiết. Sẽ mang lại cho mình nhiều sức sống mới hơn. Dạ đúng rồi. Và bây giờ xin mời quý vị hãy dành cho các chàng trai chúng tôi có đôi phút để tìm hiểu xem thế giới riêng tư của những cô gái xinh đẹp của chúng ta như thế nào. Liệu rằng có thêm được những điểm chung nào hay không với tần số tình yêu. Và thời gian tìm hiểu bắt đầu. Tần số tình yêu mùa 2 21:35 thứ 6 hàng tuần trên kênh HTV7.